dự định vẽ nhân vật dựa trên đồ ăn của Việt Nam thì cũng từ lâu rồi, nhưng mà mình bị nản vì thiếu tư liệu với lại thiếu động lực. Nên dạo gần đây thì mình có làm một bộ skin cho game Wolfen, game Talon Rebel. Thì khi mà mình tìm những cái tư liệu hình ảnh cho cái bộ skin đó, nó là chủ đề đồ ăn, mình tìm được rất là dễ dàng. Thì mình tự hỏi là tại sao những cái đồ ăn của Việt Nam lại khó tìm như vậy. Nên mình muốn thử sức lại. Bước đầu thì mình những món ăn nó phổ biến nên mình cũng muốn những cái trang phục nó cũng phổ biến luôn, để nước ngoài cũng biết đến như là áo dài và có thể là áo Nhật Bình. Trong cái quá trình sketch, quá trình tạo ra concept thì cũng có, mình cũng gặp khó khăn, cũng có rất nhiều là option thì nó rất là lố, nên mình cố gắng mình chắt lọc, mình làm sao cho người nhìn, người ta nhìn vô ngay người ta nhận ra được đó là món ăn và đó là trang phục gì. Thì mình chỉ cần thay thế những cái hình ảnh gần gũi, những hình ảnh quen thuộc với người, con người thôi. Ví dụ như là cái sợi phở thì mình thay cho cái tóc, và cái khuyên tai là cái khoanh ớt, thì người ta chỉ cần nhìn vô người ta nhận ra ngay. Những cái hình ảnh này thì người ta nhìn vô người ta nhận ra đó là đồ ăn luôn, và nó vẫn đẹp. Khi mình up những cái bức tranh này lên mạng xã hội Việt Nam thì mình nhận được khá nhiều lời khen và cũng khá ấn tượng, những cái feedback về các món ăn ở các vùng miền được thưởng thức khác nhau. Ví dụ như là phở, mình mới nhận ra là ở ngoài Hà Nội thì không ăn rau, không ăn giá.